Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Đậu xanh quê nhà. Mẹ cảm nặng, chẳng thấy mẹ ăn gì, cứ loanh quanh bên giường mãi. Hỏi mẹ ăn gì, mẹ nói chỉ thèm cháo đậu xanh. Nhà không có gạo nếp, cũng chẳng có đậu xanh. Nói chạy ra chợ mua đổ gạo, thì mẹ nói chỉ ăn một chén, nấu mất công lắm. Thôi, mẹ chẳng ăn cũng được. Mẹ đợi con nha, con chạy ra cửa ngóng coi có hàng cháo nào đi qua sẽ mua cho mẹ. Trời nắng nóng thế này chắc không có hàng nào đi bán rong rồi. Mình chạy đi mua cho nhanh vậy. Mẹ đưa tiền con đi mua cháo ạ. Con biết mua ở đâu, người ta đi rong biết dừng lại chỗ nào. Thôi mẹ không ăn đâu, tối mẹ ăn cơm cũng được. Con đi ra hàng bạc rồi quay qua hàng buồm. Thế nào cũng có, không có thì con về, mẹ cứ đưa tiền đây. Đi mấy dãy phố rồi mà chẳng thấy hàng cháo đâu. Toàn bán bún, bán chè thôi. Buồn ghê. Giờ phải đi mua ở đâu cho mẹ đây? Chắc mẹ đang mong lắm. Giờ chỉ còn vòng qua đoạn phố trên kia nữa là về tới nhà. Chỉ đoạn ngắn đó mà không có hàng cháo nào là mình phải đi về thôi. Chắc là mẹ sẽ buồn. Không phải buồn vì đói, mà vì mẹ tiếc công mình đi không mua được cháo cho mà coi. May quá, hàng cháo kia rồi. Cháu con trai tôi mua ngon quá. Thế con mua ở đâu đó? Con đi một vòng từ các phố quanh nhà mình nhưng không thấy. Thế là con ngồi đoán coi hàng cháu ở đâu. Con đi lên phía chợ. Đúng như con đoán mẹ à, mấy hàng cháu ở đó luôn. Sao con lại đoán thế? À, vì con không thích ăn cháu. Nhiều người thanh niên cũng không thích ăn cháu đậu xanh. Con tính ra là chỉ có những người như mẹ là hay muốn ăn món cháu đậu xanh. Vậy là chỗ nào có nhiều người như mẹ thì chỗ đó bán. Mà ở chợ thì lắm người như mẹ, nên sẽ có hàng cháo ở đó thôi. Tổ cha nhà anh thông minh thế. Bây giờ thì thằng bé đã thành một người đàn ông. Hơn 30 năm rồi từ khi đi tìm hàng cháo ở các con phố cũ kỹ. Người đàn ông ấy đi nhiều nơi phồn hoa trên thế giới, bước chân mỗi lúc một xa. Hôm qua là Paris, ngày mai có thể là New York. Nhưng mỗi khi thấy ánh nắng hè rực rỡ trên con đường lát đá nào, vẫn cố tự nấu cho mình chén cháo đậu xanh, miếng đậu tẩm hành, trái cà pháo. Cho dù hương vị không giống ngày xưa lắm, nhưng gắn nấu để thấy quê hương trong tim mình, thấy mẹ già trong tâm trí qua mỗi muỗng cháo trôi trong miệng. Sự nhớ thương không phải là quỷ mị, mà nó là một phương thuốc cho kẻ giang hồ hay gặp những lối sống thực dụng, bớt đi tính lạnh lùng, chai đá. Càng sống giữa những toan tính hung hiểm của cuộc đời, càng cần phải tự làm cho mình những bài thuốc nhớ thương để giữ được một góc nào đó trong hồn. Để đôi khi đêm cô đơn xứ lạ, còn có vài giọt nước mắt nhớ người thân, nhớ quê hương.